Thành. Chào mọi người nhé. Nhớ những đêm trăng ta ngồi tựa bên nhau, vòng tay anh ôm em thật lâu, ta đã trao nhau ước hẹn. Nhớ những giây phút em hứa em sẽ yêu trọn đời mình anh thôi, suốt đời mình anh thôi. Em đã từng nói cho dù đôi ta gặp sóng gió hay có bão tố, ta vẫn không xa rời. Mà giờ đây sao anh lẻ loi mong nhớ em suốt những đêm dài, lòng thao thức anh nhớ về ngày xưa. Anh muốn có em ở trong phút giây này, tại sao ta yêu nhau thế lại lìa xa. Và cứ mỗi đêm anh nhớ lại ngày xưa ấy, em có biết anh đang thế nào không? Giọt nước mắt của anh không hề rơi bao giờ, mà sao cứ phải rơi vì em. Và nếu em có nghe những lời anh đang nói thì em hãy nhớ đến anh người nhé. Indonesia tắm rồi, Viên Long tắm rồi. Chị một chồng và con chị 16 tuổi, chị có được gọi là chồng ơi không? Đừng gọi chồng ơi chị ơi. Chết em. Nhớ những đêm trăng ta ngồi tựa bên nhau, vòng tay anh ôm em thật lâu, ta đã trao nhau ước thề. Nhớ những giây phút em hứa em sẽ yêu trọn đời mình anh thôi, suốt đời mình anh thôi. Em đã từng nói cho dù đôi ta gặp sóng gió hay có bão tố, ta vẫn không xa rời. Mà giờ đây sao anh lẻ loi mong nhớ em suốt những đêm dài, lòng thao thức anh nhớ về ngày xưa. Anh muốn có em ở trong phút giây này, tại sao ta yêu nhau thế lại lìa xa. Và cứ mỗi đêm anh nhớ lại ngày xưa ấy, em có biết anh đang thế nào không? Giọt nước mắt của anh không hề rơi bao giờ, mà sao cứ phải rơi vì em. Và nếu em có nghe những lời anh đang nói thì em hãy nhớ đến anh. Đang hát bằng áp được luôn mà. Đang hát bằng áp được luôn, ảo thật đấy. Hát tặng chị một bài về mẹ này. Em hát bài Pháo Hồng, xong rồi em hát một bài về mẹ. Ok chưa? Con vợ này để em tắt tiếng cho con vợ này. Con vợ này mọi người. Ồ tắt, có người tắt luôn. À chưa. Đây, con vợ này. Ồ, ấn nhầm thuê kiểm duyệt luôn mọi người.